Đỗ xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Mỹ tố cáo Trung Quốc đe dọa và uy hiếp lãng giềng. Hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ Việt gặp nhau bên lề Shangri-La và quân đội Mỹ giết gần 500 thường dân trong năm 2017. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông James Mattis đang dự đại uh, hội nghị an ninh Shangri-La Singapore đã có phải vài biểu và đã chỉ trích cũng như tố cáo Trung Quốc là đe dọa và uy hiếp đáng giềng. Ông cho biết rằng nên nhớ một điều mỹ sẽ ở lại vùng ấn độ dương thái bình dương đây là vùng ưu tiên của chúng tôi và ông cho biết chúng tôi biết trung quốc sẽ đối diện với một loạt thách thức và cơ hội trong những năm tới chúng tôi sẵn sàng ủng hộ lựa chọn trung quốc nếu họ đẩy mạnh hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả các nước trong khu vực đầy năng động này và ông nói tiếp thế nhưng chính sách hiện nay của trung quốc ở biển đông đi ngược lại với những gì chúng tôi theo đuổi và điều này làm nhiều người hoài nghi mục đích của trung quốc Ông Mathis đang ở um, Singapore cùng với các uh, bộ trưởng quốc phòng của một số nước trong Đông Nam Á cũng như Thái Bình Dương tham dự hội nghị lần thứ 17 ở đây. Biển Đông là đề tài nóng bỏng của hội nghị kỳ này và cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Úc đề cập. À, chúng ta cũng biết Trung Quốc đang có tranh chấp với nhiều quốc gia trong vùng uh, Biển Đông đó là Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Brunei. Um, ông Mathis cho biết trong khi các nước khác có xây dựng cơ sở ở trên các đảo nhân tạo, thì Trung Quốc lại thực hiện các dự án quân sự hóa ở mức lớn hơn nhiều, à, lớn hơn nhiều, trải dài hàng trăm dặm từ phía nam biển đông lên tới đảo Hải Nam của Trung Quốc. Ông cũng cho biết quân sự hóa của Trung Quốc biển đông bao gồm triển khai hỏa tiễn chống tàu, hỏa tiễn đất đối không, hệ thống phá sóng và mới đây nhất cho máy bay ném bom đáp xuống đảo Phú Lâm ở trong quần đảo Hoàng Sa. Và ông cũng cảnh cáo thêm. Cho dù Bắc Kinh tuyên bố ngược lại triển khai các hệ thống vũ khí này là một sự sử dụng thiết bị quân sự một cách trực tiếp với mục đích đe dọa và uy hiếp các nước láng giềng. Tuy nhiên ông cũng nói rằng ông sẵn sàng đi đến Trung Quốc nếu được Trung Quốc mời để mà thương thuyết. À, ngoài cái, cái cái vấn đề này ra thì mới đây chắc chúng ta cũng biết đô đốc Harry Harris, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ tại Nam Hàn cũng nói rằng Trung Quốc là đe dọa lâu dài của châu Á. Trong khi đó, thưa quý vị, bên lề hội nghị Shangri-La thì Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis của Mỹ đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch của Việt Nam. Đây là lần thứ tư hai người gặp nhau kể từ tháng 8 năm 2017. Tức là quý vị thấy trong vòng chưa đầy một năm, hai người này gặp nhau bốn lần. À, hai bên đã thảo luận về vấn đề an ninh khu vực cũng như nhấn mạnh những cái tiến triển mà quan hệ um, hợp tác quốc phòng giữa hai nước kể từ cái lần cuối cùng ông um, mattit uh, gặp ông uh, ngô xuân lịch cũng như cái lần mới đây hồi tháng 3 khi mà hàng không mẫu hạm cavison uh, vào hoa kỳ uh, à, và xin lỗi quý vị vào đà nẵng đây là cái hàng không mẫu hạm đầu tiên của hoa kỳ vào việt nam sau cuộc chiến việt nam chấm dứt hai bên cũng um, coi như là review tức là xem xét lại những quan hệ đối tác quốc phòng trong đó tập trung vào vấn đề hợp tác về hàng hải, công tác nhân đạo cũng như những cái công tác mà làm giảm thiên tai cũng như là nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong khi tiếp tục giải quyết các vấn đề hậu quả của chiến tranh. Ông Jemathith cho biết là ông ủng hộ một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập cũng như vai trò lãnh đạo của nước này trong khối ASEAN. Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết là Họ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong khu vực cũng như an ninh toàn cầu bao gồm cả Biển Đông Đó là cái um, nội dung mà Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sáng ngày hôm nay Trong cuộc họp giữa ông g và ông Ngô Lịch. Ngày hôm qua thì ở Quốc hội Mỹ thưa quý vị báo cáo của Bộ Quốc giác đài cho biết Cho Quốc hội biết là trong năm 2017 quân đội Mỹ đã giết gần 500 thường dân Trong các cuộc chiến ở tại ở vùng Trung Đông ở báo cáo này cho biết chính xác là khoảng 499 thường dân bị thiệt mạng và 169 thường dân bị thương trong các cuộc hành quân năm 2017 ở tại Syria nhắm vào cái nhóm ISIS cũng như các cuộc hành quân ở bên Afghanistan nhắm vào nhóm Taliban và nhóm ISIS và cuộc hành quân ở bên Yemen chống lại các nhóm Al Qaeda trong bán đảo Ả Rập cũng như là nhóm ISIS ở đây đó là báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Um, Ngoài ra thì cái báo cáo này cho biết là trong cái cuộc hành quân mà chống các lực lượng khủng bố Thì cũng có những cái báo cáo uh, không có đầy đủ uh, liên quan đến uh, thường dân Nói là thường dân bị chết nhiều ở Somalia và Libya vào năm ngoái là cái điều đó không đúng Tuy nhiên báo cáo này cũng cho biết là có khoảng 450 bản báo cáo thường dân bị thiệt mạng trong năm 2017 cho đến bây giờ chưa được đánh giá, có nghĩa là có thể có một số người chết nhưng mà họ chưa đánh giá được cho nên họ chưa báo cáo, họ chỉ báo cáo được khoảng 500 người trong năm 2017 ở các cuộc hành quân ở tại Syria và Afghanistan mà thôi. Đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.